Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Nhưng mà trong cái đại dịch này thì chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là Ấn Độ là một cái, theo tôi thì nhanh lòng, có thể nói là một tấm gương cho cả thế giới, mà không biết thế giới có nên noi theo hay không. Thì xin quý vị coi những hình ảnh sau đây là bên Ấn Độ, họ áp dụng cái chuyện là cấm ra ngoài đường một cách nào. Anh là vi phạm là tôi quất. Cái này vi phạm nhân quyền quá anh Long, nhưng mà nhân quyền chỗ nào, đi chỗ khác chơi. Đây đây đây, đang đi xe, đó. Cái tội ngồi trên xe còn cái nữa hả? Đi xuống còn cái hả, quất là coi là quất, là cảnh sát là quất nè. Lát anh Long coi, không những quất bắt thụt dầu, bắt hít đất. Đây ông này đang đi trên xe đó, cãi đó, đó, đã bỏ ở trong nhà mà không ở. Thụi luôn, lát con cảnh sát thụi luôn kia luôn, ngồi trên xe gắn máy, thụi luôn. Phải nói là Ấn Độ làm cái điều này cực kỳ vi phạm nhân quyền anh Long. Nhưng mà thưa anh, một đất nước 1.3 tỷ dân, câu hỏi đặt ra nếu không làm như thế này thì làm cách nào khác đây? Bởi vì người dân phải nói là vô ý thức. Người ta đã bảo ở trong nhà mà không ở trong nhà, đi ra ngoài chỉ cho lây lan. Đây ông này, ông kéo ông này đi. Lát quý vị sẽ coi. Đó đó đó, còn cãi nữa hả? Cãi là quất ra luôn. Coi nè. Mà rồi bây giờ có những người nghĩa là không đi ra ngoài được. Đó, đó còn cãi nữa. Đây, mấy bà này bị thụt dầu. thụt dầu, cái bà là sao mà đứng à, thụt đấy chứ, đứng gì nữa, bà thụt luôn là, quý vị coi đó, thụt luôn, mặc dù rất là khó khăn, thụt dầu, để làm nhớ, tôi nhớ hồi đi học, anh Long nhớ không, hồi đi học mình, là bà, đây đây, ông này cãi, có cảnh sát đấm luôn nè, cãi hả, đấm luôn, cãi hả, nhân quyền, quăng sọt rác, quý vị thấy không, rồi có những người, đây, cái này không được dầu, cái này còn bị ban over. Vui, cái này Ấn Độ là mạnh quá đi. Chúng tôi coi cái này tôi thấy rất là buồn cười. Nhưng mà đây là ngay thủ đô Delhi, anh Long, thủ đô Delhi đó, nghĩa là họ là mạnh quá. Ở mấy ông này đây lại còn đi trong xe hơi còn cãi nữa hả, lát họ lôi ra họ giải thích. Và có những người không đi ra ngoài được phải không, không mua đồ ăn được, lát nó bị coi là họ cung cấp đồ ăn luôn. Họ cung cấp đoạn một số khu luôn đó. Ông này nào mới đi sao bị lôi ra. Đó, hít đất. Hít đất. Đó, hít đất. Cái tội không ở trong nhà mà đi ra ngoài. Lát con anh hít không nổi, cái là úp xuống luôn này. Rồi hít còn cát, hít dính cát luôn nữa. Đây, đâu để bị hít đất. Ấn Độ là mạnh quá. Đó. Bắt hít đất, ông đứng đếm, nhìn đám luôn, cho quay phim luôn. Có anh hít không nổi, bị sụp xuống, lát anh coi có anh sụp xuống nè. Có anh sụp xuống nè, anh hít, không biết hít bao nhiêu cái. Sụp luôn. Rồi thụt dầu, hít xong rồi bắt thụt dầu. Cái này coi không thể không cười được. Thụt dầu còn bơi. Lấy hai tay hảy lên nữa. Thưa quý vị, coi đây là cái cảnh mà tôi nghĩ là chỉ có xảy ra Ấn Độ, chứ không có nước nào dám làm như vậy hết. Bởi vì làm như vậy thì sẽ bị người ta phản đối vô cùng. Đó, rồi bây giờ mấy cái này đi vô bệnh viện hay đâu đây, người ta khám, người ta làm dữ. Phải nói là Ấn Độ làm dữ quá. Anh Long nghĩ sao về chuyện này? Đất các quốc gia khác nếu mà không tuân thủ thì có nên làm hay không? Họ bắt đứng cách xa đúng anh Long, đúng khoảng cách luôn. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.